À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và ở tập trước thì mình đã phải thực hiện một cái trận liên tiếp các cái trận phòng thủ trước quân Pháp. Nói chung là khá vất vả đây. Những cái trận đánh chúng ta để lại dấu ấn và nó sẽ hiện ở đây này. Đấy, chiến thắng trước quân Pháp đây này. Và đây nữa này. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó. Chiến thắng trước quân Pháp. Và kế hoạch tiếp theo của mình là bây giờ mình sẽ phải làm nào đấy để vẫn có hai quân đoàn này để giữ ở đây ổn định, đồng thời mình sẽ luyện tiếp hai tướng nữa ở đây để lên cấp một chút. Sau đó thì mình sẽ cho hai, ít nhất là hai quân đoàn Bắc tiến, để dạy ba quân đoàn thì mới có thể tiến Bắc tiến được, giải quyết cái chiến trường phương Bắc giúp mình. Còn bây giờ thì chúng ta cũng phải nâng cấp nhà cửa lên đã. Mình sẽ nâng cấp nhà cửa lên một xíu để đường xá này, để mà phát triển tí đó. Không, kinh tế chúng ta cũng không có gì khác cả, có hơn 2.000 thôi. Chúng ta đang phải nuôi một lượng quân quá rất là lớn rồi. Qua lượt đã, chúng ta sẽ tiếp tục kích động bạo loạn đây để nó nổi loạn lên, và chúng ta luyện cấp cho tướng ở đây. Được cái thằng đệ của mình, được cái là cái thằng đệ của mình chia sẻ cái công nghệ cho nó rồi, nên là cái hồi quân của nó khá nhanh. Đây, nó nâng được cái công trình này lên cấp cuối rồi. Mình hồi quân trên đất của nó cũng khá nhanh. Thằng này chắc cũng vậy, thằng này chưa được cộng à. Thôi rồi, cứ qua lượt đã. Người Pháp lại tiếp tục đưa quân sang đánh mình nhau còn. Mình không tin là Pháp nó để yên đâu. Vẫn phải có hai quân đoàn đóng ở đấy. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Thằng ngang ngố này là nó muốn đánh nhau mình lắm hay sao? Đấy, đề nghị thì nó lại chơi xong, lượt sau nó lại bỏ. Nó là nó muốn ăn đòn này. Bây, ôi rồi, tôi chết rồi. Thủ đô viên áo của áo đã bị xâm chiếm này, chết rồi. Áo bị đánh mạnh quá nhỉ, chết rồi. Alright, Baron. Chết. Vấn đề to này. Lại phải có quân để phòng thủ cánh đấy. Tiếp tục phai phục ở đây. Không kéo phải cho quân ra phía bên này này. Phòng thủ nhất bên đất chỗ này. Kéo nó đánh được thằng áo này, nó lên pem mình nốt chết dở đây này. Mất thành này một phát là mình hở luôn chỗ này. Ai da, quân Pháp mạnh quá. Quân Pháp mạnh quá. Nếu mình có thể ngăn được đánh đến chỗ áo này. Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Còn phải lo đề phòng cái thằng Nga lại chứ. Thế giới thật là không yên ổn. Tình hình chính trị của mình thì ổn, không vấn đề gì. Theo lịch sử thì Napoleon nó sẽ phải đánh vào áo trước mà, sau đó nó đánh lên phổ. Đấy là theo lịch sử. Napoleon nó sẽ đánh áo rồi đánh phổ, sau đó thì nó Napoleon kiểm soát toàn bộ châu Âu. Và cuối cùng mới là tiến sang Nga. Nên là nó sẽ đánh theo khá giống theo chiến dịch đấy. Nên là you must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Vâng, cảm ơn chị. Đây mình có tướng kỵ binh này rồi. Không biết có cần thêm tướng không, vì mình đâu có tiền để mà luyện tướng đâu. Căng quá nhỉ.
một quân đoàn thì cũng đây nghe chừng cũng không ổn lắm đâu, bởi vì là đây đi, đất của chư hầu nó không sang được. Quân đoàn này cho thằng spy đi đám do thám phát xem đã này, quân pháp có đóng ở đây như này. Verfolge das Ziel. Tăng thêm khả năng giám sát à? Cái gì đây? Eric Quezakic Bagdodan, một trong thống chế cũng khá nổi tiếng của Pháp. Cái này cũng khá mạnh nhưng mà giá như mình có hai quân đoàn đây nhỉ? Một quân đoàn lại đang phải lo ra đây bảo vệ đây rồi, có thể đóng ở đây được, có thể mình tiến sang được. Quân đoàn này thì hơi xa để có thể tiến xuống. Tiến xuống một chút nữa, có thể lượt sau mình sẽ đánh được. Hoặc đơn giản hơn thì mình sẽ phải mua quân. Nhưng mà nghèo thế này lấy đâu ra tiền mua quân. Nghèo thế này thì lấy đâu ra tiền mua quân bây giờ. Lúc này vẫn chưa đổi loạn này, chắc lượt sau đổi loạn luyện cấp đấy. Đánh vào đây hơi khó rồi, trừ khi thằng này nó rút đi nữa. Hy vọng thằng áo đừng nó sụp đổ nhanh quá. Rebellions grow in strength over time. Okay. The more they're left unchecked. Always act. Chiến dịch này thực sự mà nói thì chúng ta phải đánh lại và chúng ta phải tính từng trận đánh một các bạn ạ. Phải tính từng trận đánh một. Bởi vì nếu các bạn không tính toán từng trận đánh một các bạn thua luôn. Pháp nó chiếm được. Đây, đứng đây đi. Là chúng ta có thể tiến xuống được. Thằng này nó đứng ở đây phòng thủ đây, nó hơi dở hơi. Nhà mình ăn làm sao được hai quân đoàn đứng này. Đấy, một quân đoàn của Pháp thôi, con này nó vỡ mồm rồi. Một quân đoàn đánh nó còn SML này. Hai quân đoàn. Hay quá. Học được 3 skill liền, một Booster học 1 skill, Intelligence học 1 skill, Super Rock Intelligence lên cấp lại. Hay quá, tướng này. Hay quá. Eure Befehle? Sofort! Hier ergeben Stadina. Weitere Befehle? Sir! À đúng rồi, được cái skill mà ngon ngon thì mình chúng ta phải xếp lại đi. Rồi. Đấy. Lại tiếp 2 skill nữa. À, booster tăng trung trung. Von booster hay quá. Rồi, von booster có cả 2 skill tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ, tướng chỉ huy kỵ binh. Tiếp tục nhớ lại, đây là những skill khá tốt. Tướng này thì chỉ cần thêm một cái skill vây thành nữa là đủ. À, bán đất cho thằng Pháp tiếp. À, thằng Tây Ban Nha đi. Cướp một phát cho nó nổi loạn lên. Rồi. 720 đồng. 4 Heroami. Ôi, Von Butcher học toàn skin hay luôn. Các bạn có thể nhìn đây này, tướng chỉ huy kỵ binh này. Cái skin này là tướng chỉ huy bộ binh này. Đấy, tướng của bộ binh, tướng kỵ binh này.
Đấy, hai cái loại binh chủng quan trọng nhất của quân đội thì nó ông này đã có rồi. Rồi, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi, Von Butcher của mình học được toàn skill tuyệt vời đây. 6 skill rồi, như vậy là tướng, còn bên này là danh dự. Huy chương. Đấy. Về đây để hồi quân đã. Rồi. Tuyệt vời, không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Có khỉ hai thằng này nó chắn hai cái đầu này thì mình đi ra kiểu gì. Phải tiếp tục luyện cấp cho mấy thằng tướng này thì mình mới có quân mạnh mà đánh được. Chết dở bây giờ. Không có tướng à, nó ra hồn. Nó đang phải tích tiền để nâng cấp nhà lính đầy 4 là đề cuối đây. Pháp ơi, đừng có đánh tớ nữa. Cầu mong. Ôi ôi, thằng Pháp nó chiếm được Hungary rồi. Thằng Pháp nó chiếm nốt được Hungary rồi. Otherwise the uprising may capture a region. Hỏng ăn rồi, Pháp chiếm được cả Hungary bây giờ. Thế nào mà ông áo kém thế nhỉ? Chết, kéo áo sụp đổ mất. Áo chiếm được Hy Lạp. Nó cắm hai quân đoàn đây này để đánh vào mắt. Tướng này của mình thì cũng khá là ngon đấy, nhưng mà nó thoáng cho anh xem nào. Không được. Ôi xong rồi, quên mất không xếp lại rồi. Thế là dẹo mất một thằng điệp viên rồi. Tướng gì đây? Dominic de Villepagne. Đời Dominic gì đây? Quên mất không xếp lại, các bạn nhớ ở tập trước mình hướng dẫn các bạn ạ. Và đấy, không xếp lại bây giờ các bạn mất luôn. Tất nhiên là chúng ta có 12 thằng. Sau này chúng ta có thể được khi chuyển các công trình này nó sang cái công trình này, chúng ta có thể tuyển, nó có thể cho chúng ta tối đa 12 thằng. Nhưng mà bây giờ chúng ta mất đã. Còn một thằng. Một thằng. Hay quá. Intelligent. Bereit für Befehle. Sir! Vorwärts für Krone und Vaterland! Glorreicher Sieg! Vorwärts für Krone und Vaterland! Vorwärts! Marsche! Macht sie nieder! Siegreich und stolz! Sofort! Vorwärts! Hồi quân nhanh, chết rồi. Hồi quân nhanh, lực lượng quân của mình thương vong nặng quá. Nhưng mà như thế thì nó mới luyện được tướng. 6 skill, tuyệt vời. Thằng này thiếu một skill nữa. Thiếu một skill vây thành nữa đây. Cho thằng này học một skill vây thành nữa đẹp. Vậy bây giờ chỗ này mới lo. Quân đoàn này một đội ngựa nữa. Một đội ngựa. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm đội lính, trong đó có hai đội lính ném được ạ. Vừa đủ. Nó đóng quân ở đây đông quá nhỉ. Không ăn được nó chứ. Thằng áo vẫn thủ, không biết có thủ được không nữa. Chỗ này mới là lo lắng.
Quân đoàn này mỏng manh lắm. Phổ nó tiến, à thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó tiến sát ở đây rồi. Thổ Nhĩ Kỳ và thằng Pháp nó đã chiếm gần hết rồi. Thằng Áo còn đúng một cái giải đất con dưới này, chắc Áo sắp sụp đổ rồi. Một trận chiến ở bên cầu à? Anh nói người Pháp, người Pháp định à một trận chiến ở bên cầu nhưng nó có pháo, trận này hơi khó ăn đấy. Cách nhau một con sông, Pháp thì nó lùi rất xa, nó lại có lợi thế trên đồi cao. Hai bên đều là pháo lòng ngắn, không thể tấn công nhau được. Cả hai thằng đều là pháo lòng ngắn. Pháo lòng ngắn. Hai đầu cầu, chúng ta sẽ dàn quân ở hai đầu cầu. Có điều là pháo của nó thì mình đang e ngại khẩu pháo của nó. Có hai vị trí có thể tiến xa được đây nữa. Tất nhiên là mình có thể đứng ở đây trước. Và quân trong rừng luôn luôn là một lợi thế. Farms and outbuildings provide good cover on the battlefield and bây can giờ... be occupied, but remember they're vulnerable to destruction by cannon fire. Chỉ cho các bạn cái cách mà tấn công ngoài vùng tầm ảnh hưởng của pháo binh nhé. Khi mà pháo binh nó nằm ngoài tầm bắn như thế này thì chúng ta sẽ bắn như thế này thì bộ binh sẽ không chết, nhưng mà kỵ binh hoặc pháo binh đều có thể bị thương vong. Đó. Rồi, pháo chúng ta bắt đầu nhả đã. Đó, thấy chưa? Mấy con ngựa bị bắn chết à? Pháo của nó cũng là pháo nòng ngắn, pháo tầm không phải pháo 12 ly, nó không thể bắn xa được. Chúng ta cứ tranh thủ loại bỏ hết cái gì. Pháo lổ, à nó cho một định vị xuống chiều bắn tỉa sang kìa. Chúng ta cho sẵn đợi kỵ binh ra đây ạ. Úi xùi ôi. Úi xùi ôi. Pháo chúng ta bắn được ấy. Loại bỏ bớt kỵ binh của nó đã. Nếu không thì mình hơi khó ăn đấy. Bên này nó pháo nhiều. Bên này nó có một khẩu. Trời ơi. Các bạn nên biết rằng là à có một điểm mà tại sao pháo của chúng ta ở trận này bắn tốt thế. Các bạn tướng này này, tướng này có cái skill là tướng chỉ huy pháo binh các bạn ạ. Vâng. Chứ còn bình thường pháo của Phổ bắn rất tồi, mình phải khẳng định với các bạn như vậy. Pháo Phổ bắn rất tồi, tồi nhất trong các quân
phiên bản này. Đấy, tỷ lệ bắn cực chuẩn luôn. Bắn rất tốt. Lý do là như vậy. Bắn lại cho anh. Đứng chỉ huy pháo binh. Ai da, ai da. Ai da. Đi nữa thì đi một khẩu pháo của nó. Bố lên anh em. Những trận là các bạn xem lịch sử ấy, các bạn thấy những trận đánh thời kỳ này đầu tiên sẽ là những trận màn đấu pháo. Chứ ai người ta cho bộ binh xông lên trước à? Làm mềm chiến trường đó, pháo binh sẽ làm mềm chiến trường. Sau đó thì bộ binh có thể tiến lên được. Artillerie! Lancez des ordres! Phá thời kỳ này thực sự là cũng khá là bão rồi. Những cái viên đạn nó bay vù vù qua mặt. Chỗ này nó vừa mất cái... Chỗ này nó vừa mất cái vò này. Compagnie en ligne, préparez-vous. Chưa rõ bọn này nó làm trò gì, nhưng nó cứ di chuyển như thế này. Nếu mà nó sang sông thì càng tốt. Mình cũng chưa biết nó định làm gì nhưng mà... Bắn vào đây. Không trúng được. Nằm ngoài tầm bắn. Ngoài vùng sát thương của bộ binh không. À, nó đang có một khẩu pháo bị bỏ lại này. Tranh thủ, tranh thủ. Quân thì giữ rồi. Bắn đây. Cho bị binh giữ. Cho bị binh giữ à. Bắn vào đây. Lại rút. Để cho pháo lã. Đấu kỵ binh với kỵ binh của Pháp thì chúng ta không ăn được. Kỵ binh của Đức không thể ăn được kỵ binh của Pháp. Chỉ có dùng pháo binh để loại bỏ nó là cách đơn giản nhất. Công là lực lượng của mình à? Rút lại tí xíu nào. Nó tấn công rồi thì chúng ta lùi lại xíu nữa. Đây là một quả đồi và lại hướng một cánh rừng. Không sợ. Công ở đây à? Chỗ này quân đang ẩn nấp mà nhỉ? Ý dụ quân quá. Ôi chà. Nó lã vào chỗ này. Sao?
chạy ra cho anh, chuẩn bị móc lốp khẩu pháo ra cho anh. Móc phun thế là cho kỵ binh đủ công. Lã kỵ binh nó tiếp. Đó, kỵ binh bên này bỏ chạy rồi. Chúng ta đã tiêu diệt được một đội kỵ binh ở nó đây rồi. Cuộc đấu pháo rồi. Pháo binh của Pháp không phải đùa đâu. Chỗ này chúng ta còn bị vướng cái gò đất này. Một cái sự khó khăn của chúng ta. Nhanh cho anh. Đấy. Vướng cái gò đất. Đó. Sao nó bị các bạn nhìn đây này, chúng ta đang có cái sườn đồi, đó là lý do tại sao các bạn mình đã bảo với các bạn là khi tấn công cái này, chơi bản này chúng ta phải tính như là trận chiến thực luôn, có nghĩa là các bạn phải tính từng ngô đất, từng gò đồi, từng tảng đá để có thể đặt vị trí quân cũng như các triển khai quân ở vị trí có lợi nhất đó. Rồi pháo binh của chúng ta đủ rồi, bắn rất tốt. Tư lệnh pháo binh của Pháp có à, của Đức có khác. Chúng ta đã bị không có lợi thế do là chúng ta bị vướng cái vò đất như này. Ủa. Chúng ta mình kích nó bắn vào đây mà nên là nó sẽ bắn xa. Ủa. Chỉnh và bắn vào đây thì lại vướng vào cái này. Mày chết. Hai đạo ngựa này của mày chết. Giải quyết khẩu pháo này của cho anh. Nếu mình giải quyết được khẩu pháo này, mình sẽ cho đội quân này tiến lên một xuống. Đội quân bên này của nó bắt đầu tiến xa. Khẩu pháo của nó đã rút. Binh của mình đến đây đã. Chạy 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 chạy, nó le rồi. Mày chết. Anh không ngu gì, anh cho bộ kỵ binh của anh ra đấu với mày đâu. Mặc dù kỵ binh của mình là kỵ binh đầy 4, còn nó là kỵ binh đầy 2. Đầy 1 luôn, nhưng phải đầy 2. Nhưng mà chúng ta vẫn thua đấy các bạn, nếu mà đấu. Cánh quân bên này tiến ra đây cho. Không biết tiến lên qua sông hay không, hay là sang bên này để trợ cho đồng đội nhỉ? Đang tính toán này. Nó cũng không đông lắm đâu. Mình có cái lợi thế sườn đồi mà, tội gì. Cho thêm đơn vị này nữa. À đây, 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 đây. Rừng cây. Rồi, cái lớp sau các sườn đồi nằm ngoài tầm bắn của pháo đó. Bộ binh của nó thì không sợ, cứ cho pháo binh chúng ta lã chết hết. Ôi, vướng cái gò đất này, điên thật. Oh.
Đây. Hồn lắm, vẫn cho ngựa bảo vệ pháo binh. Không cách nào mình cho quân chỗ này sang thì mình e là bị nó hấp riêng mất. Cứ tiến ra đây đã, cứ cần có thể chạy sang được. Quánh nhau à, chuẩn bị quánh nhau à. Bắn chết khá khá đấy. Úi xồi ôi, úi xồi ôi. Ở cái phiên bản này pháo binh của nó thực sự là pháo binh thực sự là một một trong những phương tiện chiến tranh cực kỳ đáng sợ đấy các bạn ạ. Bọn ngựa này nó vẫn cứ bảo vệ được pháo nó, mình không thể tấn công được. Điên thật. Lấp sau cái gò này. Chết khá nhiều đấy chứ. Nó chạy đâu nhỉ? À đúng rồi, mình đứng ở trên này nó không nhìn thấy được. Đây có một cái gò đồi. Chỗ này thì lại vướng cái gò đồi này nữa, pháo binh của nó sẽ không bắn được. Vào đây đó. Anh em sẵn sàng. Anh em rồi chuẩn bị. Bắn nhìn thấy quân mình di chuyển, nó sẽ bắt đầu tấn công. Hay lắm. Tiến xuống đây đã. Vào đây. Bắn thẳng vào con phát ra. Tiến xuống. Chúng ta sẽ tận dụng là chỗ này nó có cái gò đất. Pháo binh của nó sẽ bị hạn chế. Để bộ binh của chúng ta có thể tiếp cận gần hơn. Rồi. Bắn vào đây luôn. Chuyển sang bắn đạn chùm đây. Đúng rồi, đạn chùm. Đâu à, không muốn đơn vị nữa rồi. Quay quân Pháp ạ. À. May. Chúng ta lại có lợi thế, chúng ta đang bắn ở trên sườn đồi nữa các bạn ạ. Đó. Cho tiếp đơn vị này ra đây, yểm trợ tiếp này. Đơn vị thì này ra đây. Đây. Ôi, đơn vị này bị bắn thọc sườn. Lùi lại. Các bạn thấy chưa? Bị bắn thọc sườn rất nguy hiểm. Rồi, địch phát đang bỏ chạy. Địch phát đang bỏ chạy.
khi mà ngay một đơn vị quân nào đó bị bắn thọc sườn, các bạn phải cho nó rút lui ngay, nếu không là nó sẽ bỏ chạy. Ví dụ như đơn vị này này, rút lui ngay lập tức. Rồi, bắn đạn dài. Trường bắn tỉa chúng ta. Đơn vị này nó bị thương một tí, lùi nó sâu một chút. Hai đội súng trường bắn tỉa ở bên này. Sang đây cho anh. Rồi. Lùi lại đây. Ta có lợi thế bắn từ trên đồi xuống. Tiến lên. Không biết có bắn chéo được ta đây mà. Phát ra xuống phòng. Chúng ta lại làm bà quyết định bắn thợ tạt sườn. Không bao giờ được phép để quân đội chúng ta bị bắn tạt sườn nhé. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Bị bắn tạt sườn là rất nguy hiểm. Rồi. Cứ bắn từ trên cao bắn xuống như này là chúng ta có lợi thế hơn. Trong kể cả chiến tranh hiện đại bây giờ thì thôi, hai bên đấu súng mà bên nào có điểm cao hơn thì bên này cũng lợi thế hơn. Đây, đơn vị súng chưa bắn tỉa, một map. Khỉ thật. Qua cho pháo lã tiếp vào đây, giết hết cái đội kỵ binh ở đó. Chúng ta đã chuyển pháo sang hướng kia rồi thì chúng ta sẽ cho bộ binh bắn tạt sườn nó. Đây, như thế này này. Nhớ là không được để đối phương bắn tạt sườn mà chúng ta phải bắn tạt sườn đối phương. Đó, như thế này, bắn. Úi à. Chà, đây này, chúng chưa bắn tỉa đâu. Ô, à phải tiến lên một chút nữa, tầm bắn chúng ta chưa tới. Bắn nó ai chưa súng trường này nó bắn ghê lắm các bạn ạ. Đó là chủ lực của nó là đánh chiến đấu mà. Ai giờ ôi rồi mày ôi con này của mình thương nặng thế. Our men are running, sir. Bị thương nặng quá, rút đi. Đấu súng quân Pháp đâu có dễ. Đây, cho đây bắn tạt sườn nó rồi. Các bạn cứ phải nhớ cho mình là bắn là phải bắn tạt sườn. Đấy, bên này xong rồi. Nó chạy hết rồi. Sao đội kia còn có 29 thằng nhỉ? Rồi, đội này của nó bị bắn từ tất cả các hướng. Nhưng mà nó ở trong rừng cây nên là thương vong của nó giảm đáng kể. Tuy nhiên là bị bắn nhiều hướng như này thì nó cũng chết thôi. Bắn ở trong rừng.
À, mấy thằng súng trường bắn tỉa này, này sống sót chạy dậy à? Kinh quá. Các bạn có nhìn cái thanh màu xanh xanh này, nếu mà thấy cái tinh thần của chúng ta mà nó chuyển dần sang màu cam, và nếu mà là tệ nhất là màu đỏ, các bạn thì di chuyển đội quân đó ngay, để vì nó đang sắp bỏ chạy đến nơi rồi. Tất nhiên là các bạn làm nào, các bạn bao quát ở chiến trường thì mình không biết, để vì là chúng ta rất khó đấy, bởi vì các bạn sẽ phải điều khiển một lực lượng quân đội rất là đông. Mình thì mình cũng không hy vọng là các bạn có thể nhanh tay đến mức độ đấy được, trừ khi các bạn ấn tạm dừng sau đó điều khiển. Còn đây sẽ là một cú vâng, tuyệt vời đấy. Một cú sốc tuyệt vời từ kỵ binh phổ. Kỵ binh của phổ không bao giáp. Đây là kỵ binh đời 4 mà. Không bao giáp nên là khá là yếu so với những kỵ binh của các quân khác. Pháo binh của mình à. Trận này mình e phải cho bộ binh sang để giải quyết chiến trường rồi. Không cần nhiều quân đâu. Có lẽ là cũng không cần lính nha. Đây, ví dụ đơn vị này còn khá là đầy đủ. Với lực lượng này đi là đủ à? Giải quyết lốt chiến trường còn lại. Oh, bị bắn súng của nó kìa. Rút lại. Chúng ta khắc có những lực lượng tiếp nó. Mình chẳng hiểu gì mà kỵ binh đời 4 của phổ, nhưng mà nếu mà cho đánh nhau với kỵ binh đời đầu của Pháp vẫn thua. Mình cũng đến bó tay luôn đấy. Bắn vào đây. Sợ nó bắn nhau, bắn vào khu vực này à? Rồi đạn của nó bay cầu Âu như này thì cũng không sợ. Đạn bay cầu Âu này thì sát thương nó không cao lắm. À, tướng của nó dẹo rồi. Úi xổ. Sang sông này anh em. Có lẽ không cần đội súng trường đâu. Mình mấy anh light infantry này được rồi. Có, nó có đội kỵ binh này gớm quá. What shot? Ôi, nó bắn quả đạn đau thế. Mà mình không có cách nào khác, đành phải xông lên. Đội kỵ binh của chúng ta không có cửa đâu. Mình không có pháp. Ai già, chưa kịp thiết lập đội hình. Kinh quá. Rất tiếc, các anh cũng không thể làm được gì hơn nữa đâu.
Rồi, xử lý đám này cho anh. Một người báo hoàn thành nhiệm vụ. Trường thôi. Tôi kỹ để xử lý đất rồi. Đấy. Rồi. Xong một phát. Xong rồi. Hết rồi. Đội bộ binh này không cần tiến lên này. Heroic Victory. Các bạn đánh không phải dễ mà kiếm được Heroic Victory đâu các bạn ạ. Heroic Victory là chúng ta phải điều khiển quân ở mức độ tương đối thì mới giành được cái ấy, tiêu diệt toàn bộ đạo quân. Mới tới cái tỉnh này của thằng đệ của mình nó không hồi được mấy máu. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. À, có một thằng gián điệp của Pháp đã tấn công tướng của mình. Các bạn phải xếp lại cho mình trong trường hợp này, bắt buộc các bạn lên xếp, bởi vì nếu không các bạn không tiêu diệt ngay cái thằng điệp viên này của nó thì nó sẽ giết tướng của chúng ta đấy. Các bạn nên loát lại để giết bằng được nó cho mình. Nếu trường hợp các bạn mà chơi, nếu là các bạn chơi thì các bạn lên giết nó đi, đừng để nó sống sót. Nó sống sót là nó giết, nó cứ ám sát hết tướng của chúng ta thì chúng ta toi nữa. Các bạn thường biết là chúng ta luyện khó khăn như thế nào mới được một vị tướng đúng không? Mình thử phát nữa xem nào. Rất là khó để ám sát, bởi vì spy chúng ta mới có 3 sao, tỷ lệ thành công nó cũng không phải cao lắm. Vẫn xịt. Rồi rồi, dù sao có 2 thằng điệp viên đến cạnh nhau thì nó sẽ ưu tiên đánh thằng điệp viên trước. Mình sẽ cho quân đoàn rút về nhà lại. Hồi quân. Đất của chư hầu nó mới đang sửa chữa nhà cửa, chưa mạnh lắm. Rồi vùng này nó cắm 2 quân đoàn đây này, không thể là công được này. Trừ khi mình cũng phải 2 quân đoàn xong rồi mình đánh tập hậu. Ba lượt nữa có đội kỵ phun tách cả đấy. Nói gì nói thôi, có lẽ mình vẫn phải đánh vào đây, đánh vào Thụy Sĩ à? Có lẽ vẫn phải đánh cái thành này trước. Đánh thành này trước nhưng mà hơi khó. Mà 2 quân đoàn đứng đây. Nó cấp đường xá. Hết tiền. Có lẽ là mình sẽ phải đi ăn cướp tiếp thôi, chứ không mình không có tiền đâu rồi. Nghèo lắm rồi. Mấy anh đệ mình. Căng.
rất khó, chưa tìm ra được phương án nào để có thể tấn công xuống cái thành này nhỉ. Mình mong là nó rồi nó kéo bớt quân đi đâu đó. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Cộng hòa Romania được khôi phục. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Vâng, cảm ơn chị. Thằng Nga chó chết này. Đề nghị thì nó lại chơi hết lượt nó lại bỏ. Có một cái nước nữa vừa được tuyên bố độc lập, Cộng hòa Romania. Đâu? Đây. Thằng này thì nó thân với Áo, nhưng nó ghét Thổ Nhĩ Kỳ sắp dẹo rồi. Thổ Nhĩ Kỳ bị vây chặt ở đây rồi. Áo thì bị phong tỏa ở đây, hết ở đây. Cho quân đoàn này nó về đây để hồi quân ạ. Truppen, vorwärts! Weitere Befehle? Không biết cái thằng điệp viên là nó trốn như là nào rồi. Nhưng mà đây một cái tạm gọi là một quân đoàn đi nhỉ. Nó trốn đi đâu rồi, cho thằng này vào đây để nó đỡ nguy cơ bị chết. Chỗ này tiếp tục để luyện cấp. Đây chúng ta có một quân đoàn đây rồi. Thêm một đội ngựa nữa là xong. Thống chính trị của chúng ta tạo. Trời ơi, cái này thiếu cái gì nhỉ? Pháo và ngựa. Mình chia lân nhà lính ở chỗ này. Phải kiếm cái thành nào của thằng Pháp để cứ cướp thôi. Nó đóng quân ở đây. Đúng rồi. Nó có thể vào nó đốt cái thành này của mình, nhưng mà mình đứng đây này có thể xem nó. Chỉ cần nó rời quân đi phát là mình phải đánh ngay. À, nhưng mà không có tiền để nâng cấp nhà lính như này. 12.000 mới đâu ra. Nghiên cứu công nghệ. Nghèo quá. Không hiểu. Chưa có cơ hội nào để ăn thằng Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly. Cái này nó sẽ tăng cộng 10 khả năng sắp xích của điệp viên à. Cộng thêm một spy nữa. Cái này hình như nó tăng một happiness cho tất cả các vùng. Cộng 15 điểm ngoại giao à, trừ 15 điểm ngoại giao. Uầy. Cộng 1 vào tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Cái này trừ điểm ngoại giao thì để từ từ mình xem nào đã. Trừ điểm ngoại giao thì không nên dùng. Bởi vì trừ điểm ngoại giao nguy hiểm lắm. Chiến tranh thêm với một vài thằng nữa là mình vỡ mồm luôn. Lại cho thằng điệp viên này xuống giao thám thôi. Im Dienste eurer Majestät. Ich erwarte euren Befehl. Cơ hội chúng ta đây rồi. Để chắc ăn thì mình phải như này. Oder Messer. Họ trượt cũng được. Tấn công chay. Rồi, mãi ta mới dụ được mày ra để đớm một đấu một. Verstecken sich hinter ihren Weibern.
Belagerung wird fortgesetzt. Chiếm được cái tỉnh này thì chúng ta mới yên tâm rồi. Hay quá, hồi đầy quân rồi. Chiếm được cái tỉnh này đã. Belagerung läuft. Tất nhiên là phải vào trận đấu tay đôi rồi. Tướng này của chúng ta mới có 4 sao. Tướng này cần phải lên một sao, lên sao tiếp nữa. Không như cái tướng chỉ huy kỵ binh kia mạnh hơn nhiều. Các bạn thấy nếu như rất nhiều anh em bảo là không thích bản này, nhưng mà thực sự mình thì mình thích nhất bản này luôn. Tác chiến của nó có thể nói là thật như là ngoài thực luôn. Các bạn, mọi thứ đều rất thật. Nó khiến người chơi Pháp thì rất nhiều pháo binh đúng không? Đây, chúng ta có một cái lợi thế là chúng ta có một cái đỉnh đồi như này. Mình nghĩ là mình sẽ tận dụng cái khu này để triển khai quân và để quân Pháp nó không thể tấn công mình. Nhưng mà pháo binh thì mình chưa biết đặt ở đâu. Đây, mình có thể triển khai quân đây để quân Pháp nó sẽ không thể tấn công được mình nữa này. Đầu tiên là dàn quân đây đã. Tất nhiên mình mà đứng sau sườn núi như này thì có một cái dở là đến lúc mà nó mà tràn lên trên phía trên sườn núi thì chúng ta chết. Nó bắn từ trên xuống. Nhưng mà tạm thời ban đầu chúng ta cần một nơi ẩn nấp ấy. Thì chúng ta cứ chọn các cái sườn núi như này để đứng. Các bạn cứ tác chiến được đánh độ khó cao nhất ở cái phiên bản này đi, các bạn sẽ thấy rằng là đây mới thực sự là nghệ thuật của chiến tranh. Nghệ thuật là điều quân. Chứ còn các bản sau mình thấy thực sự nó cũng không khó lắm. Đấy là ý kiến chủ quan của mình thôi, nhưng mà vì các bạn có thể chơi, các bạn sẽ cho rằng bản này khó, cái này khó, cái kia, nhưng theo mình khó nhất là Napoleon khi tác chiến. Ở đây. Đây, chỗ này nó hơi mỏng mỏng lên một tí. Có nghĩa là chúng ta có thể triển khai quân đây được. Thế này là pháo binh của nó hơi khó ăn. Các bạn phải soi hướng các góc như thế này này để quan sát xem là nó có bắn không, có thể bị bắn không. Đấy, ví dụ như chúng ta đứng sau như này thì cái khả năng để pháo binh của đối phương có thể tấn công được nó hơi khó. Cái góc bên này thì mình không chắc lắm đâu, nhưng mà nói chung là cũng được. Befehle werden befolgt. Gruppenbefehle. Gruppenbefehle. Krieg zu Befehl. Stopp, hey, kann man. Các bạn khi tác chiến, các bạn chú ý thằng tướng cho mình nhé. Đừng để nó ở nơi chỗ nào mà bị pháo binh đối phương nó dã thẳng vào mặt mình chết ấy. Lấp đằng sau các cái khe núi như này cho mình để đảm bảo nó không bị pháo bắn chết. Chứ không mà pháo đối phương mà nó lã cho tướng có bạn chết ngay từ đầu trận là quân của bạn mất tinh thần rất nhanh. Đấy. Nhưng mà đặt pháo ở đây thì cũng không ổn. Pháo đây nó vướng vào cái gò này. Gò này lại cao. Không có chỗ nào. Bạn còn cản trở bộ binh khi tấn công. Thôi rồi, cứ từ từ pháo trận này. Ban đầu chắc chưa có việc để làm đâu. Chúng ta sẽ di chuyển lại xem đối phương nó di chuyển như nào. Trận chiến bắt đầu. Tiến lên đây. Phải chiếm cái điểm cao này đã. Không được để đối phương chiếm mất điểm cao. Grenadiere. Bên này cũng phải tiến lên. Bên này thì mình nghĩ là có thể mình sẽ tiến vào cái khu vực khu vực thành phố này thì cũng sẽ hạn chế khá nhiều cái độ
ảnh hưởng của pháo binh. Rồi cái binh địch nó đang di chuyển lên. Có một cái chút lợi thế rồi. Mình nghĩ là mình phải cho kỵ binh sang bên này. Hai đội chuẩn bị. Quân địch đang di chuyển. Đội kỵ binh bên này. Đội kỵ binh bên này ra đây. Đội kỵ binh bên này ra đây. Ai xa ra đây. Tao rồi. Ừ, hai thanh niên này ở đây. Ra đây cho anh. Cái này đây, đây, đứng đây đã. Hay quá. Ồ. Bắn súng là bắn thấm bắt nhỉ. Thế lên. Khử ngay đội kỵ này mà nói. Đâu rồi, hai đội kỵ binh rồi. Móc lốp ngay hai khẩu pháo để nó cho anh. Tiến lên, nó đang bỏ chạy. Nhanh, cơ hội không phải lúc nào cũng có đâu. Mày cho cái binh xuống à? Cho cái binh xuống à? Thoát được không? Mày rồi có chút lợi thế. Chút lại thế.
quá nhỉ. Tiếp tục tiến lên nào. Cánh bên kia thì chưa thể tiến lên được. Cánh bên kia mà tiến lên là nguy hiểm. Ăn đỡ pháo nó cho anh. Đừng bắn. Bí đạn. Để tiêu diệt bọn này thì dùng kỵ binh. Canon de 6 livres paré à tirer. Bên này có hai đội. Chạy ra đây cho anh. Nó hết kỵ binh rồi, hay quá. Chúng ta sẽ móc dần các khẩu pháo vào đó. Nó vẫn còn một đội kỵ binh đây này. Chưa hết à? Chưa hết cũng không sợ. Rồi, cánh này tiến lên và dàn hàng ngang cùng nó. Tiến lên và dàn hàng ngang cùng nó. Đơn vị này tạm thời ra đây đã xử lý được khẩu pháo rồi đúng không? Nó di chuyển như thế này thì... đưa cái binh này đâu rồi, tiến ra đây. Cánh bên này bắt đầu tiến lên rồi. À hay quá, chỗ này chúng ta có một cái sườn đồi. Tiếp tục có một cái sườn đồi. Phải tận dụng tất cả những cơ hội có thể. Chết. Nó đuổi. Kỵ binh chúng ta không ăn được kỵ binh của nó đâu. Ra nó bảo vệ pháo đấy. Kinh quá. Cho quân tiến tiếp ạ. Tiến tiếp. Chiếm điểm cao. À, lại dàn quân ra ngang à. Có vẻ nó đang bị rối loạn rồi. Có vẻ đang cố lắp cái gì. Rồi. Không ăn được đội ngựa này của anh đâu. Đang ở sau lưng đây này. Chưa giải quyết được cái bọn ngựa này. Mấy con ngựa vớ vẩn. Xong rồi. Đây cho anh. Loại bỏ khẩu pháo cho anh.
Rồi. Đây. Lập bình lập rỗng mới giao đời. Mày. Xin chuyện bắn tỉa này phải tiến lên xíu nữa. Đánh đánh lựu đạn. Hay quá, chúng ta bắn. Tiến lên xíu nào. Tạt xương đối phương. Rồi, nó bỏ chạy hết rồi. Cố lên. Tiếp tục bỏ chạy. Fight wheel. Tôi định bắt đầu tiến vào rồi. Fight wheel. Quân địch bắt đầu tiến vào rồi, phát win. Rồi, hai đội kỵ binh của mình đây nữa. Chuẩn bị móc lốp mấy khẩu pháo ra cho anh. Chà, bị bắn tạt sườn, mất nhiều quân phết đấy. Bắn. Nó đang bị rối loạn đội hình rồi. Xử lý khẩu pháo rồi. Rút ra luôn, trong kiểu bộ binh nó ứng cử. Nào rút ra. Xong. Rút ra nhanh. Đánh cái này tiến lên cho anh. Hai đội súng chưa bắn tỉa. Tiếp nữa, đến cánh cái này. Trời ơi, phải tiến quân nhịp nhàng nếu không nào chết đấy. Tiến quân nhịp nhàng. Như anh em bảo sao dạo này anh đánh cái bản này thấy đánh có vẻ nóng nóng hơn hồi chơi năm bạn chơi quân Pháp. Ở thì lâu ngày quá rồi, không động đến nên là nó trình độ nó cũng hơi xa sút tí. Nhưng mà đánh vài trận là nó lại mượt ngay nhiều. Tiếp lên, chiếm điểm cao ngay, chúng ta phải chiếm điểm cao. Vẫn dùng cái lợi thế điểm cao để quán. Đơn vị lém lưu đạn này bị thương nặng quá, rút lại. Hai đơn vị này dàn mỏng ra thì được. Dàn mỏng ra thì nó sẽ bắn được nhiều hàng hơn, nhiều lính bắn hơn, nhưng mà tinh thần chiến đấu có thể sẽ giảm và nguy cơ sẽ bị vỡ trận nhanh hơn các bạn ạ. Tùy các bạn nhé, các bạn sẽ, hoặc là nếu mà bị kỵ binh của đối phương tấn công, các bạn sẽ không kịp chuyển sang phòng ngự đâu nếu các bạn dàn quá mỏng.
nha các bạn, tính toán cho mình tùy ở mức độ vừa phải phù hợp. Rồi. Và chúng ta sẽ tiến ngay xuống khu vực dưới này. À, pháo binh của nó chúng ta sẽ không bắn nữa. Thế nào? Có một vấn đề, nó sẽ phải khép vòng quanh thế này đã. Ôi chục đường tiến gần quá. Cái này tiến gần quá. Cái này ok. Đây được. Cách dần vòng vây. Vòng rất nặng. Dối loạn để tấn công được rất nhiều người. Phải đã lùi sâu một chút để cho đơn vị xuống trường mình bắn trước. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn à? Đơn vị này chắc không hết đạn à? Rát quá nhỉ. Chúng ta phải bắn đúng trực diện mình, rát lắm. Thôi, hai đơn vị này hết đạn rồi, gửi lại. Nó lại chạy ra đây bắn tạt sườn mình. Hồn vãi trưởng. Đây. Có lợi thế trên đồi. Khu vực này mình tấn công nó, bắn nó ái xả. Kinh thật. Súng tự phát. Bây giờ chơi quả nhây phát nhỉ. Để nó diệt lốt cái đội này phát ạ. Mình sẽ xung phong phát. Rồi. Chà, lại bị bắn tạt sườn. Không để ý bị bắn tạt sườn phát là chạy ngay. Mau sợ. Tất cả anh em xung lên. Bây giờ là kỵ binh rồi. Dàn hàng đây cho anh. Dàn hàng đây, chuẩn bị. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Come. Có kịch hay để xem rồi.
lập đội hình một rõ nhỉ. Rồi mấy con ngựa này sốc xong mới là đủ rồi. Rồi một phát xung phong, quân phát tám tác luôn. Lại heroic victory. Khi mà bị sốc từ hai phía như vậy thì chả có cái đơn vị quân nào có thể chịu được cả. Vâng, bị bạn bị tấn công từ hai phía thì các bạn thừa biết rồi. Ô, được 8.000 phải cướp tiền cái tiền đã. Xếp lại đã. Và ta sẽ xếp lại. May qua mình đã chiếm được cái tỉnh này rồi. Đây, nhiệm vụ của chúng ta gần như hoàn thành, chỉ còn phía Bắc thôi. Còn mấy tỉnh ở phương Bắc nữa là chiếm nốt mấy tỉnh phương Bắc nữa là đủ. Bây giờ thì mình sẽ xếp rồi đúng không? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.